Mất ngủ kinh niên cũng ngủ ngon sau 1 phút, đặt lưng là ngủ say đến sáng với loại trái cây này. Mến chào quý cô bác và các bạn đang xem kênh Sống Xanh. Cô bác và các bạn thân mến, con người dành đến gần 30% thời gian trong cuộc đời cho giấc ngủ. Đây là thời điểm giúp cơ thể được sạc đầy pin để bắt đầu trong một ngày mới. Cuộc sống nhiều áp lực hiện nay khiến nhiều người bị mất ngủ. Mất ngủ là một dạng rối loạn giấc ngủ với nhiều dạng thức khác nhau như khó đi vào giấc ngủ, không thể ngủ sâu giấc, thường xuyên thức dậy sớm, dù ngủ chưa đủ giấc, không thể quay lại giấc ngủ bình thường. Người bị mất ngủ còn cảm thấy mệt mỏi, uể oải sau khi thức dậy, thường xuyên buồn ngủ nhưng lại không thể ngủ được, làm ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống. Nhiều người đã sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mua một giấc ngủ chất lượng như sử dụng thực phẩm chức năng, dùng cao lương mỹ vị bổ dưỡng. Tuy nhiên, chúng ta lại có thể chăm sóc giấc ngủ bằng nhiều cách rất đơn giản như rèn luyện thể dục thể thao, thực hiện thói quen sinh hoạt lành mạnh đúng giờ và ăn nhiều loại trái cây tốt cho giấc ngủ. Nghe thì có vẻ lạ, nhưng nếu bạn vẫn nghi ngờ về việc ăn trái cây giúp bạn ngủ ngon hơn thì đừng bỏ lỡ điều này. Hãy cùng Sống Xanh bỏ túi 5 loại trái cây giúp bạn có một giấc ngủ ngon, sâu giấc mà lại không mệt mỏi khi thức dậy trong video ngày hôm nay bạn nhé. 1. Chuối. Không chỉ giàu kali, chuối còn mang đến nguồn vitamin B6 tuyệt vời. Đây là chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình sản sinh melatonin, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Loại trái cây thuần Việt này cũng rất giàu chất xơ. Tăng cường hấp thu chất xơ là một trong những cách hiệu quả để nâng cao chất lượng giấc ngủ mỗi đêm. Vì thế, việc ăn chuối mỗi ngày không chỉ cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể, mà còn khiến bạn dễ ngủ hơn, ngăn ngừa chứng thiếu ngủ và tránh được tình trạng mệt mỏi vào sáng hôm sau. 2. Kiwi. Kiwi là một trong những thực phẩm mà người bị mất ngủ không nên bỏ qua. Loại trái cây nhập khẩu này có hàm lượng calo thấp nhưng lại rất giàu các dưỡng chất cần thiết cho giấc ngủ như vitamin C, vitamin E, serotonin và folate. Đây là 4 dưỡng chất thiết yếu hỗ trợ giấc ngủ. Một trái kiwi cỡ trung bình chỉ chứa khoảng 50 calo nhưng lại cung cấp đến 117% lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày và 38% giá trị vitamin K cơ thể cần. Do vậy, kiwi là thực phẩm giúp ngủ ngon rất hiệu quả. Không chỉ hỗ trợ giấc ngủ, nó còn giúp tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa, giảm viêm xương và làm giảm mức cholesterol xấu trong máu. Vì thế, bạn nên bổ sung ngay kiwi vào thực đơn ăn uống hàng ngày của mình. 3. Hạt bí ngô. Trong hạt bí ngô rất giàu magie và tryptophan giúp tạo ra melatonin trong não, hỗ trợ giấc ngủ, đặc biệt sẽ rất tốt khi ăn với các loại hạt khô như nho khô hoặc trái cây tươi, sạch. Trong một nghiên cứu với 25 người trong vòng một tuần được sử dụng thường xuyên mỗi ngày 250mg tryptophan từ hạt bí ngô, cho thấy rằng giấc ngủ của họ đã được cải thiện lên đến 5% so với ngày bình thường, đồng thời ngủ sâu hơn bởi số lần thức dậy giữa giấc đã được giảm đi khá nhiều. 4. Hạt sen tươi. Hạt sen tươi đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và là một trong những thực phẩm giúp ngủ ngon tốt nhất. Thực phẩm này gồm hai phần hạt sen và tâm sen. Trong đó, công dụng chữa mất ngủ chủ yếu nằm ở phần tâm sen. Tâm sen chữa các triệu chứng của rối loạn giấc ngủ được là nhờ chứa thành phần chất kiềm, glucosid có tác dụng an thần. Khi bạn ăn hạt sen hoặc các thực phẩm, món ăn từ loại hạt này sẽ kích thích tuyến tụy tiết ra insulin, giúp bạn chìm vào giấc ngủ dễ hơn và sâu hơn. Hạt sen còn chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe, có tác dụng giúp ổn định nhịp tim, giảm căng thẳng thần kinh, chống lão hóa và phục hồi các cơ quan bị tổn thương. 5. Hoa thiên lý. Trong Đông Ý, hoa thiên lý hay còn được gọi là dạ lý hương có vị ngọt, tính bình, giải nhiệt và là một vị thuốc an thần, chữa mất ngủ, giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ. Đây được xem như là một loại đặc sản vùng miền của các tỉnh phía Bắc và là niềm tự hào của người dân khu vực này. Để trị chứng mất ngủ, bạn có thể chế biến hoa thiên lý dễ dàng như sau. Dùng hoa thiên lý và lá vông nem, mỗi loại khoảng 50g, đem đi rửa sạch, rồi nấu canh để ăn. Chỉ cần ăn liền khoảng hơn một tuần, bạn sẽ thấy chứng mất ngủ được cải thiện rõ rệt. Cảm ơn quý cô bác và các bạn đã theo dõi video. Và nếu quý cô bác và các bạn thấy video này hữu ích, xin hãy ấn like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng biết. Xin chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.